Kẹo đã quá trời ơi. Mình ăn tới sái quay hàm luôn. Thôi chắc phải nghỉ một chút mới được. Ôi trời đất, con làm cái trò gì đấy hả? Sao con có thể lười biếng đến mức này chứ? Không thể để thế này được. Mọi chuyện phải thay đổi. Được rồi, nghe đây, mẹ thuê một bà vú cho con. Mẹ đang nói gì vậy à? Bà vú á? Đúng vậy, bà vú Robert. Mẹ ơi, con thấy không ổn đâu. Đây này, con chẳng cần bà vú, con tự dọn dẹp được này. Có thấy chứ, từ giờ phải tự dọn dẹp nghe chưa? Hả? Gì vậy? Báo thức à? Không, cho ngủ thêm tí đi, 15 phút nữa. Ngủ giấc thứ hai càng đã hơn, mình thuộc hệ ngủ mà. Đã bảo cho ngủ thế mà. Biến đi cái đồng hồ này. Tốt, giờ mình sẽ tiếp tục mơ giấc mơ đẹp đó. Gì vậy trời? Xin chào Chris, tôi là vú em của cậu. Đã đến giờ cậu thức dậy và bắt đầu ngày mới rồi. Thôi mà, khổ thật đấy. Đến giờ đánh răng cho cậu rồi Chris. Và chúng ta phải hoàn thiện vẻ ngoài cho cậu nữa. Hả? Làm sao mà đi được? Tôi còn chưa thay đồ. Ok, tôi đã hiểu rồi. Tôi sẽ giúp cậu thay đồ phù hợp với ngày hôm nay. Gì thế này? Không phải. Mà trông thì gớm nữa chứ. Tôi hiểu rồi. Cậu vẫn còn thiếu một thứ. Hả? Quá đáng lắm rồi nha. Sếp của cậu đây. Hãy học chăm chỉ nhé. Cậu ngã rồi. Pringles ngon quá. Mình thích ăn nhất loại này. Mình chẳng hiểu lắm trò này là như thế nào nữa. Gì vậy? Là rác sao? Tôi vừa phát hiện ra nguồn rác đang bay. Tôi sẽ cần quét thêm nữa. Thế rồi, có rất nhiều thứ có vấn đề trong phòng này. Chuyện này không ổn và cần được giải quyết ngay. Tôi sẽ dùng thùng rác này. Tôi sẽ thu lại tất cả những thứ ngổn ngang trong phòng. Cô ta làm gì vậy chứ? Dọn dẹp hả? Tốt đấy. Thế thì càng có nhiều thời gian chơi game nữa. Tôi đã xác định được thêm rác bên dưới. Tôi sẽ phải di chuyển đồ đạc để với tới nó. Tôi đã lấy được rác. Tôi phải quét thêm. Wow, làm gì vậy hả trời? Tôi đang tập trung chơi game đấy. Rác trên sàn đã được thu thập. Giờ tôi sẽ tiếp tục dọn dẹp không gian này. Này, Robert ơi, cô chắn hết màn hình rồi. Tôi đã phát hiện ra thêm rác cần được loại bỏ. Ngay ở trên bàn cũng đang có rất nhiều rác. Rác đã bị loại bỏ. Đã xong. Dừng. Tôi phải thực hiện một lần quét nữa. Bắt đầu lặp lại quá trình quét tìm rác trong phòng. Tôi đã tìm thấy nguồn rác rồi. Cô đang làm gì vậy? Sao cô lại đi về phía này? Thấy hơi bị ghê rồi đó nha. Cô ta tóm mình, cứu. Sao cô dám ném tôi đi cơ chứ? Quay lại đây, cho tôi ra khỏi thùng rác đi. Không được chơi thể thao trong không gian này. Đây là một nỗ lực thành công. Chris, hãy chui đến các hình ảnh thông báo trên tường. Dạ, vâng, tôi hiểu rồi. Pin của tôi sắp cạn rồi. Tôi phải sạc thôi. Giờ tôi sẽ nghỉ để pin sạc đầy. Cô ấy ngủ dưới sao? Ok là tự ra rồi. Kiểm tra lại cho chắc ăn nào. Chuẩn, ngủ như khúc gỗ rồi. Mình ghét đống biển báo này. Phải bỏ hết đi mới được. Chuẩn rồi, bây giờ mình sẽ chơi bóng. Đợi suốt cả ngày để chơi đấy. Ai mà chơi giỏi quá ta. Bị tuột bóng một chút thôi mà. Chà, rổ ngay phía sau.
Ok, đã đến lúc thực hiện cú ném kinh điển. Chết rồi, ôi không. Không không không. Tiếng ồn có đánh thức cô ấy không? May quá vẫn ngủ. Suýt thì toi, tẹo nữa thôi thì đi đời. Chả giờ sao đây, hẳn chị ấy sẽ thấy có một lỗ trên tường. Ô này, bút 3D, giải pháp đây rồi. Ok, đã đến lúc sửa vùng bị vỡ này rồi. Mình sẽ bắt đầu tôi theo các rìa, cả 4 rìa luôn. Tuyệt, thêm một rìa nữa thôi. Xuống tận đáy và xong này. Giờ thì tô nốt vào bên trong. Tô qua lại thế này là xong. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Và giờ thì sơn đè lên màu xanh. Giờ thì ngồi lại và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra nào. Giấu bút đi cho chắc ăn. Giả vờ đọc sách đi cho tri thức. À, tôi đã được sạc xong. Đã đến lúc quay lại với các nhiệm vụ. Chào Chris, cậu đã rất ngoan trong lúc tôi đang sạc. Thành công rồi, chị ấy không thấy gì hết. Mình quá xuất sắc trong mấy trò này. Ở đây xuất hiện một vấn đề. Tôi sẽ tịch thu điện thoại của cậu, Chris. Cậu phải hoàn thành bài tập về nhà đã. Ok, tôi sẽ làm. Phiền thật đấy. Mình không thoát nổi bà robot này. Mình sẽ chờ thật yên lặng xem cô ta có thấy không. Âm thanh gì vậy? Ôi không, cô ấy thấy rồi. Điện thoại của tôi không tóm được. Mình sẽ giả vờ là đang đọc sách vậy. Cậu ấy đang đọc sách. Điều này rất tốt. Suýt thì bị phát hiện. Cô ấy tinh thần đó. Khoan, mình biết phải làm gì rồi. Bút 3D. Mình sẽ bắt đầu với các chấm nhỏ bốn góc điện thoại. Và giờ mình sẽ xây nền với bút 3D. Nối các chấm lại và tạo thành hình chữ nhật này. Sau khi nối xong, mình sẽ vẽ thêm các đường dọc qua lại tới lui nè, về hết toàn bộ hình chữ nhật luôn. Đó, mình đã tạo thành một cái lưới rồi. Và bây giờ bắt đầu xây thẳng đứng lên. Mình sẽ bắt đầu ở một góc rồi đến góc khác. Giờ lại kẻ thêm các đường dọc nữa, qua lại cả hình chữ nhật y như phần nền. Đó, hoàn thiện 3 bức tường rồi. Mình đã dựng một khúc nhỏ cho phần trên. Giờ nối lại nè. Ok, tốt, mình sẽ dựng nó thẳng dậy. Cần phải gắn thêm một mẩu nhỏ xíu này nữa. Làm nhanh không ấy mà. Đó, mình làm hai cái, giống như hai cái móc vậy. Được rồi, giờ thì thử nghiệm nào. Mình sẽ treo cái giá đỡ này lên sách. Và tuyệt, nét điện thoại vào. Vừa như in luôn. Đố ai thấy được điện thoại này đó. Phải cố đạt điểm cao tiếp nào. Chris vẫn đang học bài sao? Đúng, cậu ấy đang thích thú đọc sách. Úi, sách rơi rồi. Úi, chà. Chắc ăn sẽ đã lắm đây. Nutella dẻo thơm, ngon tuyệt của mèo luôn. Dĩ nhiên phải rắc thêm chút kẹo ngọt nữa. Và cuối cùng là marshmallow. Oh yeah, đỉnh của chóp. Ăn thử thế nào. Mắm mắm thôi. Dừng, đây không phải là thức ăn phù hợp. Không phù hợp á? Thôi đi, tôi phải ăn bánh này. Không được ăn. Cậu phải đặt thức ăn lại đĩa ngay. Cô bị sao vậy? Bỏ ra. Tôi rất nghiêm túc. Thức ăn phải bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Tôi có rau xanh cho cậu thưởng thức đây. Không, tôi không phải thỏ, còn chẳng phải salad nữa. Rồi. Nhìn nè, đang ăn đây, được chưa? Tôi rất hài lòng, chúc ăn ngon miệng nhé. Ghê chết đi được, người đâu mà đáng sợ thế không biết. Mình phải tìm cách thoát khỏi con robot này. Và bước 1 là lấy một thanh kẹo khẩn cấp mình vẫn giấu ở đây. Ăn vụng thôi không cô ấy tóm mất. Âm thanh gì vậy? Ôi không, mình phải lấy xà lách che đi mới được. Phew, suýt thì bị bắt. Ủa, mà khoan đã. Mình sẽ đặt một miếng sô-cô-la vào trong lá. Đó, giờ thì đố cô ấy tìm được sô-cô-la. Xà lách ngon dã man con ngan. Chris vẫn đang tiêu thụ dưỡng chất à. Xuất sắc.
Bạn có muốn có một với em robot không? Cho chúng tớ biết dưới phần bình luận nhé. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè của mình và đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hay như thế này nhé.